Bamboo Biosil. Từ hệ sinh thái rừng tre hữu cơ đến công nghệ đóng thân thiện môi trường, Bamboo Biosil đi vào đời sống hiện đại với nhiều tính năng vượt trội. Kiểm soát mùi và kháng khuẩn tự nhiên, dễ dàng phát triển thêm tính năng. Ẩm và nhanh khô, mềm mại hơn cô tông, chống tia cực tím, bền bỉ, có thể phân hủy thành hỗn hợp thiên nhiên, lành tính, đặc biệt với làn da sơ sinh và trẻ nhỏ. Giữ ấm và làm mát, mịn màng như lụa. Bamboo Biosil, ứng dụng tinh túy tre hướng đến cuộc sống chất lượng.